Nhựa nano bao nhiêu tiền một mét? Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều khoảng giá khác nhau, nhưng hôm nay Hà sẽ lên cho các anh chị em nhà mình vài chục nghìn cũng có, mà vài trăm nghìn thì cũng có luôn. Các cái yếu tố đó chủ yếu sẽ là dựa vào độ dày thịt của tấm nhựa nhá. Trên đây là hai dòng phân khúc trung cao và cao cấp mà Hà lên cho anh chị em. Dưới này là phân khúc trung cao này. Với phân khúc này thì tấm của nó sẽ nặng từ 4,8 đến 5, hơn 5 kg trên một mét vuông. Dòng này thì cũng khá là dày dặn và cứng cáp cho các anh chị em nhà mình lựa chọn sử dụng, và giúp cho tường nhà chúng ta dùng trong thời gian nó cũng không bị bục hay là tác động lực ấy, thì nó cũng sẽ không làm gây ra móp méo nhá. Dòng này thì chỉ vài chục nghìn cho một mét vuông thôi, cũng rất là rẻ. Nếu như anh chị em làm cho nhà mình thì mình khuyên, nếu như không có điều kiện kinh tế tốt thì mình có thể sử dụng dòng này. Còn dòng cao cấp hơn thì nó cũng chỉ hơn 100 nghìn cho một mét vuông anh chị em ạ. Dòng này thì nó có một cái ưu điểm rất là lớn, đấy là khít hẻm này, rất là khít hẻm. Khi mà những cái màu gỗ như thế này, mặc dù là màu gỗ sáng thì nhìn hẻm khi ghép vào tấm với nhau, nó chỉ là cái bền rất là nhỏ thôi. Tính thẩm mỹ của nó không những cao mà cái nó lại còn rất chắc chắn. Nhìn bên ngoài ấy, độ dày thịt của nó rất là dày. Trong quá trình sử dụng thì anh chị em cái này ô tô cán qua là nó cũng không bị vỡ luôn. Hơn 100 nghìn cho một mét vuông dòng này. Đấy, đấy là giá vật tư tại kho, chưa bao gồm các chi phí khác đâu anh chị em nhé. Khi mà nhà mình thi công hoàn thiện thì nó còn phát sinh thêm các chi phí như là hệ khung xương, chi phí nhân công, người hao vật tư, chi phí vận chuyển, một số các chi phí khác nữa mình cần phải cộng vào. Thì dao động mà làm hoàn thiện thì nó sẽ rơi vào tầm từ ốp tường khoảng 280 đến khoảng 350, tùy theo mặt bằng. Nó phụ thuộc rất là nhiều mặt bằng nữa nha mọi người nha. Đấy, anh chị em thì mình có thể để lại những trường hợp cụ thể của nhà mình để Hạ lên ở những video giải đáp cho anh chị em nha. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.